Xin chào các bạn, em là người Pháp và em thích Việt Nam, em yêu Việt Nam. Em học tiếng Việt từ hai hoặc ba tháng. Và em sẽ hát người nào đó bài Just a Tea. Enjoy. Tình cờ mình quen biết và một ngày trời xa nắng vẫn xuân đã cùng tình mình đôi đã chạm mình bước đi một cả trường buồn đồng nhìn về quá khứ đồng tư là người đôi mắt và mong em sẽ vui lên khi phép trong là mấy cây sẽ mãi luôn có một người lặng lẽ đứng bên em vô hình giấu đi những cảm thức qua mình và nghĩ đến em từng thương nhớ ai đang đông đầy một người lặng lẽ sống bên em chăm than đến khi về tung chung game bàn này gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mong ngày và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ dù anh không thể đến bên em và cho những vòng ngào thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời và một người nào đó sẽ luôn thao số những bước chân I'm learning a day being yet beside your heart, beside your tears. I love you much, so I see here. Anh đôi nét nhìn cuộc sống em tra đài, mà ta xa nhưng dù dùng tay làm vai em lang gai. Rồi bạn nở đai, so dù buông thai, anh trói nó còn con gái. Nào là trái tim là phải sai, every day, every night, I can say anything in my mind. Có một người lặng lẽ đứng bên em vô hình, giấu đi những tâm tư của mình vào. Nghĩ đến em từng thương nhớ ai đang đông đài một người lặng lẽ sống bên em chăn thàn đến khi về tung chung em làn này gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mong ngày và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ dù anh không thể đến bên em và cho những vòng gào thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời và một người nào đó sẽ luôn thao số những bước chân gian lối lên nơi bình yên đi thao số với những giấc mơ chỉ khăng ta những nỗi buồn em ta biến đi và hãy may nổ chân mới em cảm ơn nơi ai bình yên sẽ khiến những dừng đừng trở về na 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 và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ dù anh không thể đến bên em và cho những vòng gào thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời và một người nào đó sẽ luôn thao số những bước chân và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ dù anh không thể đến bên em và cho những vòng gào thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời và một người nào đó sẽ luôn theo số những bước chân gian nói em nơi bình yên.